子们都长大，我陪着你去看天涯海角的浪花。等那青丝落下，我们都老了，相依相伴一起去看夕阳染红霞。等到满嘴美呀，说不清楚话，我也愿意看你一画当初的心话。Còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từng nay
每个宿命中不必 Yes I do and you and her 难难塞 Yes I do and you and 中更复杂又有点买费宿没有点起把斗没塞很丰富而内斗只敢过牛Say my love 정고엠 Yes I do I'm say my love for 고엠 혼여리엠건처지혼냄리엠건처지뜬날배서민중법리 Yes I do I'm you 엠한남남사이지금거요sóng gió của tình yêu và đến ngày hôm nay tình yêu của vua Trung Lưu và Quỳnh Anh đã chín mùi được sự nhất trí của gia đình nhà trai quê hương Việt Nam và được sự nhất trí của gia đình nhà gái quê hương Trung Quốc và Việt Nam phải không ạ? Và ngày hôm nay thì toàn thể các ông bà cô bác cũng như quý vị đã bớt chút thời gian và ngọc trở về phòng lễ để dự buổi lễ vu quy hôm nay và những người đặc biệt quan trọng không thể thiếu được trong ngày đại lễ vu quy. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Sơn đại diện cho gia đình nhà gái ạ. Trân trọng kính mời ông Sơn ạ. Và trân trọng kính mời đại diện nhà trai bà A Bính và phiên dịch viên. Xin mời toàn thể quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại diện họ nhà trai và họ nhà gái hiện diện lên sân khấu. Xin mời ông Sơn đại diện họ nhà gái và xin mời bà Bính đại diện họ nhà trai ạ. Trân trọng kính mời ông bà.
Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời bà A Bính là mẹ của chú rể vua Trung Lu hiện diện đến sân khấu. Kính thưa quý vị thân mến, còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa lứa đôi, trăm hoa đua nở một giờ, ai ngờ hạnh phúc bây giờ là đây. Và tình yêu của đôi bạn trẻ đã vượt qua khoảng cách, vượt qua không gian và thời gian. Đến ngày hôm nay, tình yêu của vua Thông Lu và Quỳnh Anh đã chín mùi. Và trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý ông bà cô bác, quý vị, quý bạn và đặc biệt là gia đình nhà trai đến từ đất nước Trung Hoa to đẹp, MC Mạnh Thường xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vũ quy của Quỳnh Anh và vua Trung Lu chính thức được bắt đầu. Xin một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Vâng ạ, đó là những chiếc pháo điện rất lớn của toàn thể quý vị đã chào đón, chào mừng và chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Với cái thiết bị hiện diện trên sân khấu là mẹ thân sinh ra chú rể vua Thông Lu. Vâng ạ, và ngay sau đây sẽ là lời phát biểu của đại diện họ nhà trai quê hương Trung Hoa. Trân trọng kính mời ạ. Với những lời phát biểu của đại diện họ nhà trai và trực tiếp là mẹ của chú rể vua Trung Lu và đặc biệt là phiên dịch viên của chúng ta, và những tình cảm đó có xứng đáng nhận một tràng tay thật lớn của quý vị không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, bà có nói gì tiếp không ạ? Vâng ạ, đó là những lời phát biểu của đại diện họ nhà trai. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông đại diện họ nhà gái á, xin mời ông Sơn sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, câu, các bà cùng toàn thể người trong lễ hội hôn, qua ý kiến của họ nhà trai là có cái lễ xin rước dâu đại diện nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận và thay mặt họ nhà gái là xin chúc sức khỏe. Qua ý kiến của họ nhà trai gái hôm nay, chúng tôi là chuyển lời quay bà về bên nước Cộng hòa Trung Hoa. Chúng tôi đại diện họ nhà gái, tất cả anh em trong điều kiện hôm nay là xin kính chúc thân bà cùng các gia đình tôi lấy mạnh khỏe, và thay mặt cho gia đình hôm nay là xin kính chúc các bà, các vị đại biểu, các vị khách quý là bạn bè của cô dâu chú rể mà xôi một bữa cơm thân mật của một gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin một tràng tay thật lớn nữa của quý vị để cảm ơn lời phát biểu của đại diện họ nhà gái. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay là ngày rất tuyệt vời, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Toàn thể các ông, các bà, các cô, các bác, các quý vị, quý bạn của cô dâu và chú rể đã bất chấp thời gian và ngọc trở về để dự buổi đại lễ vũ quy tại khán phòng hôn trường cưới họ nhà gái, và đúng theo phong tục tập quán của người Việt Nam. Vâng ạ, và những lời phát biểu tốt đẹp của đại diện họ nhà trai cũng như họ nhà gái đã cho thấy những tình cảm mà hai họ dành cho cô dâu và chú rể để cùng vun đắp
cùng xây đắp và chúc cho đôi bạn trăm năm hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được cảm ơn hai lời phát biểu của đại diện họ nhà trai, họ nhà gái. Xin mời ông bà hãy dành cho nhau một cái bắt tay đi ạ, để kết nghĩa chúng ta. Vâng, một tráng tay thật lớn nữa để chúc mừng. Vâng, cảm ơn ông Sơn, cảm ơn mẹ của chú rể rất nhiều và cảm ơn Quyên Dịch. Vâng ạ, xin được mời ông các bà tiếp tục xuống phía bàn nước, bàn trà và mời nước, mời trầu, mời rượu toàn thể quý vị. Và xin mời cô dâu chú rể ở lại sân khấu ạ. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, đó là những lời phát biểu của đại diện họ nhà trai, họ nhà gái. Và giờ phút này đây hiện diện trên sân khấu là đôi tân lang tân nương. Và MC xin được đứng gần với cô dâu ạ, một cô gái rất xinh đẹp của quê hương Hiệp Hòa Bắc Giang chúng ta. Và xin được hỏi cô dâu là bạn đã gặp chú rể vua Trung Lưu lâu chưa ạ? Vâng ạ, mới là bao lâu rồi ạ? Khoảng mấy năm ạ? Mấy tháng ạ? Vâng, kính thưa quý vị, từ lúc gặp gỡ và yêu nhau đã gần nửa năm trời phải không ạ? Và ngày hôm nay thì mặc dù khoảng cách hai đất nước và cũng như khác biệt về ngôn ngữ, nhưng hai bạn đã tìm thấy tiếng nói chung và hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Và ngày hôm nay thì hai bạn rất vui được cả toàn thể quý vị đã hiện diện ở đây để chứng kiến lễ vu quy trọng đại tại khán phòng hôn trường cưới họ nhà gái. Và cô dâu chú rể cũng xin gửi lời chúc tới toàn thể quý vị mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng và đặc biệt là một bữa tiệc vui vẻ và ngon miệng ạ. Xin chào tay thật lớn nữa quý vị để chúc mừng. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ di chuyển vào trong nhà để thay váy cưới và những bộ váy đẹp nhất trong ngày cưới hôm nay. Ít phút nữa sẽ được cô dâu chú rể hiện diện lên sân khấu ạ.
đất quê mình năm nay quá nhiều sao cùng ly ta rớt đèn cái viên ly này tôi chúc giao tân làng cái thêm ly này tôi chúc gái dài nhân chúc hết làng ta đều ăn tết rần rần vô vô xin mời cô
Đôi ta như thể đôi tầm, cùng át một lá lại nằm cùng một nong. Vâng, kính thưa quý vị và đôi tân lang tân nương của chúng ta đang cùng sánh vai nhau hiện diện lên sân khấu. Đó là hai gương mặt rất tuyệt vời trong ngày vui đại lễ. Cô dâu Quỳnh Anh và chú rể Vua Trung Lu. Xin trân trọng kính mời. Kính đến nhà. Xin mời các bạn sẽ hiện diện giữa sân khấu đi ạ. Vâng ạ, hôm nay là một ngày rất tuyệt vời. Thời tiết rất là ấm áp và những tình cảm mà quý vị dành cho cô dâu và chú rể cũng rất là đông đầy. Kính thưa quý vị, và hiện diện trên sân khấu lúc này là đôi tân lang tân nương cô dâu Quỳnh Anh và chú rể Vua Trung Lu. Một tràng tay thật lớn nữa của quý vị để chào đón và chúc mừng em ạ. Vâng, chú rể nói tiếng Việt rất là xoái. Kính thưa quý vị ạ, chú rể nói rằng là chúc mừng hai bạn ạ. Vua Trung Lu ơi, bạn hãy nói chúc mừng hai bạn là thật to cho bạn. Chúc mừng. Chúc mừng, một tràng tay thật to để chúc mừng nha. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, yêu và được yêu đó là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban cho chúng ta, và tình yêu của Quỳnh Anh và Vua Trung Lu cũng vậy. Và ngày hôm nay hai bạn đã nên vợ nên chồng. Toàn thể quý vị với những lời chúc tốt đẹp nhất tới hai bạn, chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc và sớm sinh quý tử. Và để đánh dấu mốc son trong cuộc đời mình, và ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ ra mắt cặp nhẫn hợp hôn. Vâng, trân trọng kính mời quý vị hãy chứng kiến cô dâu chú rể ra mắt cặp nhẫn hợp hôn và sẽ trao nhẫn cho nhau. Vâng, xin mời chú rể cô dâu hãy cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn đi ạ. Vâng, và xin mời chú rể Vua Trung Lu sẽ trao nhẫn cho cô dâu Quỳnh Anh. Vâng, và xin mời chú rể hãy đặt lên bàn tay mềm mại của cô dâu Quỳnh Anh một nụ hôn nhẹ nhàng được không ạ? Vâng, xin mời chú rể và cô dâu. Và xin mời cô dâu sẽ trao nhẫn cho chú rể. Vâng ạ, bây giờ nhẫn đã có đôi, như chim liền cánh, như cây liền cành, dây chờ mà quấn với thân cau, chúc cho hai bạn bên nhau trọn đời. Cảm ơn những tràng pháo tay nồng nhiệt của quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai bạn. Toàn thể quý vị đang muốn hai bạn dành cho nhau những tình cảm. Lúc nãy MC hỏi là hai bạn cũng muốn nói điều gì không, thì hai bạn đã nói rằng là rất là ngại ngùng, rất là hồi hộp, cho nên không nói nên lời. Còn bây giờ MC muốn rằng hai bạn sẽ quay mặt vào nhau và dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Vâng ạ, chú rể cô dâu có nhất trí không ạ? Một tràng tay thật lớn đi ạ. Vâng, rất nhanh chóng và rất tuyệt vời. Xin chúc mừng cô dâu chú rể. Và sau đây xin mời hai bạn sẽ tiến sang bên phải sân khấu. Vâng ạ, để thực hiện nghi thức cắt bánh thành hôn. Vâng, xin mời cô dâu chú rể. Đã được ban tổ chức chuẩn bị trên sân khấu. Và cô dâu chú rể đang tay trong tay thực hiện nghi thức cắt bánh thành hôn. Vâng ạ, những hình ảnh tuyệt vời này có xứng đáng nhận một tràng pháo tay thật lớn của quý vị nếu không ạ? Xin được chúc mừng cô dâu chú rể, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nghi thức tiếp theo đó là nghi thức rót rượu sâm panh. Vâng ạ, rượu này rượu tính, rượu tình, rượu loan, rượu phượng, rượu mình, rượu ta. Wow, rất tuyệt vời. Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tay trong tay rót lên tháp ly đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, những giọt rượu đào và những làn khói trắng tượng trưng cho sự men tình, men nghĩa và say đắm của tình yêu. Những làn khói trắng tượng trưng sự quấn quýt tình yêu của Quỳnh Anh và chú rể Vua Trung Lu trọn cuộc đời này. Vâng ạ, và chai rượu đầu tiên đã được hai bạn thực hiện rất thành công. Xin mời chai rượu thứ hai đi ạ. Vâng, xin mời chai rượu thứ hai. Thật mạnh chai rượu lên đi ạ. Wow, chưa kịp lắc thì rượu đã bật rồi, kính thưa quý vị.
chung sống suốt đời. Với quý thính vị thân mến và những người đặc biệt quan trọng trong ngày vui đại lễ hôm nay, đó là những bậc làm cha làm mẹ. Và ngay sau đây em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Dũng và bà Thắm là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Quỳnh Anh hiện diện đến đấu. Cùng với đó là xin mời bà A Bính và là mẹ của chú rể cũng sẽ cùng với ông bà Dũng Thắm hiện diện đến đấu ạ. Trân trọng kính mời ạ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và công lao trời biển mà cha mẹ đã dành cho các con. Ngày hôm nay các con đã khôn lớn trưởng thành. Và cô dâu chú rể với chén rượu tình, chén rượu đào xin được dâng lên cha, dâng lên mẹ hai bên để chúc cho cha mẹ luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể sẽ dâng lên cha mẹ hai bên những ly rượu. Vâng, xin mời chú rể vua Trung Lưu sẽ tiếp tục đến với những ly rượu của hai bạn đi ạ. Ngay sau đây, xin mời cô dâu chú rể sẽ đứng về phía giữa đi ạ. Vâng ạ, bà Bính sẽ đứng ở thân bên kia ạ. Cô dâu chú rể đứng vào giữa ạ. Vâng, chú rể đứng sang bên trái của cô dâu đi ạ. Chú rể đứng sang bên trái của cô dâu đi ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Kính thưa quý vị, và ly rượu này thì cô dâu chú rể muốn chúc cho bố mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc và cả nhà mình. Hãy cùng chụp ly phía giữa đi ạ. Xin mời cả nhà mình cùng dâng ly ạ. Còn chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đại gia đình, chúc mừng cho cô dâu chú rể. Vâng, xin mời bố mẹ hãy uống rượu trước ạ. Cô dâu chú rể uống rượu sau ạ. Vâng ạ, chú rể cứ từ từ ạ. Vâng, vua Trung Lu từ từ đã. Vâng ạ, bố mẹ uống chưa? Vâng, xin mời bà Bình ạ. Và ngay sau đây, xin mời chú rể cô dâu hãy lồng tay vào nhau đi ạ. Lồng tay ạ, chén rượu ra bôi ạ. Wow, một tràng tay thật lớn để chúc mừng với chén rượu rất ngọt ngào, rất tình cảm của cô dâu chú rể. Xin cảm ơn đại gia đình rất nhiều ạ. Xin mời cả nhà mình hãy để ly vào kế bàn phía trước ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và để chúc mừng cho cô dâu và chú rể thì gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái với những món quà rất ý nghĩa xin được trao cho cô dâu chú rể. Và món quà đầu tiên xin mời hai mẹ, vâng ạ, xin mời mẹ thân sinh ra cô dâu Quỳnh Anh và mẹ thân sinh ra chú rể vua Trung Lưu sẽ trao quà cho cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời. Vâng, xin mời A Bính, xin mời A Bính sẽ trao quà cho cô dâu chú rể. Vâng, xin mời chú rể hãy hỗ trợ. Vâng ạ, đây là món quà của bố mẹ sẽ lên sân khấu để trao và chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Đó là món quà của bố mẹ thân sinh ra cô dâu Quỳnh Anh. Vâng ạ, và ngay sau đây, sau món quà của bà Thắm thì xin mời ông Dũng sẽ trao quà cho cô dâu chú rể. Vâng, xin mời chàng rể vua Trung Lưu sẽ nhận món quà của người bố vợ yêu quý á. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Và ngay sau đây, xin mời bà A Bính sẽ trao quà cho các con ạ. Vâng, xin mời bà Bính sẽ trao quà cho cô dâu trước ạ. Vâng,
Vâng, tiếp theo là món quà nữa mà bà A Bính thân sinh ra chú rể cũng đã dành tình cảm, dành thời gian và đặc biệt là từ quê hương Trung Hoa, các ông các bà đại diện cho gia đình nhà trai đã có mặt tại gia đình nhà gái quê hương Hiệp Hòa Bắc Giang để dự buổi lễ cung phi và có những món quà trao và chúc mừng hai con ạ. Vâng, xin mời cả nhà mình hãy đứng gần vào nhau ạ và chụp ảnh ạ. Thank you.